mình mà cái người quay ra ướt mình cả nhà, tại do mình khòm xuống á, mình khòm xuống cái xuồng nó bị vô nước nên nó ướt mình. Mình lấy cái nhột mình nhột cá đi. Mình có mua cái tay lưới á, cái lưới á cả nhà, cái lưới cướp á, để cho ba mình làm cái đồ để mình cướp lương á. Giờ mà vẫn có cái linh có bóng này nữa nè cả nhà. Thì xin chào quý bà cô chú anh chị nha. Thì hôm nay anh hai mình đi mặn về sớm á cả nhà ơi. Rồi anh hai rủ mình đi chạy cá nên mình đi theo mình quậy nha cả nhà. Cả nhà cùng đi theo nha. Giờ này nước cạn nhiều lắm luôn rồi. Nón đi chắc bay tiêu bay không? Bay không? Từ từ cũng được à. Đây mình chạy trước ở đây nghe, ngồi dài dài đây thằng bè. Đây đi mày, đây đi. Giờ này nước đang chảy xuống cả nhà, nước chảy xuống là nước ròng nha, nước chảy lên mới nước lớn. Chiều ông ở đây hay là ông đi anh ta? Có kẹo rồi. Kẹo gì? Anh Tỏ cá lô kiến ở trong luôn một đống luôn anh Tỏ. Hôm qua bắt á. Đây cả nhà ơi, anh hai mình chuẩn bị chài nha. Ngồi vững nha 12. Wow, ghê chưa? Thấy tròn ghê chưa? Còn kia lại đi nha. Lùi lại. Ừ. Nước tròn. Được chưa? Đó là nhiều đó. Thank you.
ơi, mình chạy trên đó mà mình cũng trôi tới đây nè cả nhà. Nước chảy xiết quá. Hy vọng là có tôm nha. Ủa sao không có gì hết trơn vậy? Có à. Bữa nay khắc được cả nhà ơi, được có mấy con cá à. Không sao đâu, làm lại, làm lại. Miệng mình lên ghê luôn cả nhà ơi. Quá yêu, quá yêu, quá yêu, quá yêu. Yêu quá cả nhà ơi. Hồi nãy mình nói dính cái cốc cỡ 1kg rồi, con này chắc cả nửa ký quá. Được rồi. Được, con cá khóc mà không biết tôm hết trơn luôn. Ôi, cũng yêu mà yêu mà yêu. Nè, đi quay nè. Ôi, nhảy đình đập luôn kìa, quý bà cô chú ơi. Chị bự quá. Đây. Ủa, con cá này cũng bự lắm chứ bộ. Cá này kho à. Quá cháy. Lo rồi gỡ. Ủa, anh hai bẻ cái nhạnh đó rồi. Lo mà dính muội này mình. Ta cho cá cốc, cốc 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 quá im, quá im. Bù lại, bù lại cũng được. Vậy lại một cái chuồng cho. Ý tôm, tôm, tôm. Sao có cái này ít cái dãnh trắng quá ha. Cái này ít cái dãnh trắng qua đường con dưới đây nữa. Luôn. Tôm này tôm mới lột cái gì á. Có là dưới vô cái xuồng mà kéo cái cắt chết luôn. Bơi lên đó. Dính nó dính lên cho thôi. Con tôm, tôm này không có trứng. Được tới 3-4 con nữa mà. Ừ, mấy chị em yêu ghê thiệt. Mấy anh em. Hy vọng là dính cỡ 10 con tôm càng xanh nha quý ông bà cô chú. Là quá im luôn. Bỏ xuống chưa? Chưa. Là anh hai kêu đi. Đây đây, nè anh hai mình kêu mình mới bỏ xuống cả nhà ơi. Giờ mình chờ trong giây lát nha cả nhà. Ủa, sao không có gì trơn vậy? Sao kỳ sao, bữa nay mình thất thu chứ vậy ta? Cả nhà ơi, được không? Anh mình với anh mình bỏ kẻ đây dính được mấy cái dính trắng luôn á. Bữa nay bỏ kẻ không có. Dữ gặp dĩ quậy luôn. Chứ sao vậy? Đây cả nhà. Nè anh 12 quay từ cái phía cộng tôm xuống. Quay sao cho thấy tôm nó bự thì là bự. Ây da.
Rồi cả nhà, cả nhà thấy nó không dữ. Chọc qua nè. Đi xuống qua đây. Ê, làm sao? Đây là cái hình quả đi heo quậy nè cả nhà. Bây giờ nó không buông ra luôn rồi, làm sao bây giờ? Nó có đó, có đó. Con tay chỗ anh Tỏ cầm nữa. Con có dảnh với con có trắng không? Cái này nhỏ quá. Hai con. Trên đó cá linh nữa, cá linh nữa. Xỉu rồi hả? Chưa xỉu đâu, hãy hãy vô đó cho ổng đi. Con cá vậy, con cá gì đó. Tập dài lần đầu tiên dính thượng sơn mới ghê. Không. Tại vì cũng sơn nó đi vô ngoại. Địa điểm lạ quá. Qua đó là mình hả? Bơi lên đó đưa đậu. Quý ông bà cô chú ơi, mưa luôn rồi, mấy anh em mình chạy chạy đi nữa là sẽ đi vô thôi nha. Wow. Mưa lớn luôn rồi. Rồi quay đầu về. Về phải không? Về thôi. Về tắm xong thôi nha cả nhà. Về lại đằng đó cái nữa thôi. Ơi chỗ 12 chạy em rồi. Lắp góc mà bị mà có tôm mới ghê. Sao đâu, xéo đây. Đây cả nhà ơi, lên lên mùa nước nổi nha cả nhà, mà cũng dính được cũng bộn lắm nha. Mình mà cái người quay ra ướt mình cả nhà. Tại do mình khòm xuống á, mình khòm xuống cái xuồng nó bị vô nước á, nên nó ướt mình. Mình lấy cái nhột mình nhột cá. Mình mới mua cái tay lưới á, cái lưới á cả nhà, cái lưới cướp á, để cho ba mình làm cái đồ để mình cướp luôn á. Ô ô ô, anh 12. Cá linh, cá linh, cá linh. Mình để đây hôm bữa tới giờ mà vẫn có cá linh có bóng này nè cả nhà. Ghê ghê chưa. Đây. Vậy mà cũng có cá nữa. Hôm bữa mình với anh Dĩ với anh Hải cả nhà đi xúc cá mà bỏ thấy đại đây nè, cũng có cá nữa. Trời ơi bắt hoài không được. Đây. Bỏ đi. Gì sao gửi qua nè. Cái gì á, chưa mình để gì luôn, để cho nó chịu vậy đi, để cho nó chịu vậy đi. Cái gì kìm. Ôi ôi. Cái gì vậy? Cái gì kìm. Cắn cắn cắn. Cá liềm kìm. Ôi à. Ơi. Cả nhà. Nhìn con cá mắc cười quá à. Dạo đếp rồi mình đưa cái này cả nhà. Được con cá rô phi. Nó cá bóng nữa. Ôi. Hai con cá bóng nữa. Trời ơi, đây cả nhà, cái này đủ kho quẹt chưa? Đủ mình ăn, mình ăn kho quẹt được đó cả nhà, mình nấu nồi cháo mình kho quẹt. Mình nhìn cá thôi chứ không ăn đâu tại vì nó nhỏ quá. Nhưng mà thường cá bóng là nó nhỏ như vậy đó.